Tôi có đầy đủ những cái bằng chứng, những cái xét nghiệm, những cái siêu âm của tôi để tới bây giờ không có mất cái gì hết. Tôi chườm gan này 5 năm rồi, không có ngày nào tôi không chườm. Tới bây giờ gan của tôi không còn nhiễm mỡ, gan tôi không còn men gan cao, mà cơ thể tôi bây giờ rất là khỏe mạnh, mà cái sơ vữa động mạch giờ không còn nữa, bây giờ cái động mạch cảnh không còn tắc nữa. Và gan không gói như vậy, bà bây giờ ngon hết rồi. Lấy cơ thể làm thử nghiệm, sau 5 năm chờ mà chỉ thấy ăn ngon, ngủ ngon, người khỏe ra. Những cái triệu chứng mà ngày xưa mà bị tổn thương bây giờ biến mất hết. Bây giờ đi làm siêu âm gan, tuyệt vời. Để minh chứng rằng cái hiệu quả của cái chườm đá nó cái mức độ nào. Tất nhiên, cái đó là buổi sơ khai của việc chườm đá thôi. Nhưng đến bây giờ thì nó là chuyện lớn. Chuyện lớn là tại sao? Là thứ nhất là bây giờ ta biết rằng nhiệt liệu pháp đã được áp dụng rất là nhiều nơi trên thế giới rồi. Nhưng mà áp dụng theo cái cách thực hiện như cái cách của mình thì chưa có ai làm. Nhưng mà thực ra nó không thể nào bằng được chườm trực tiếp vô gan được. Vì vô gan rồi nó sẽ dẫn máu đi toàn bộ cơ thể mình, không có chạy đâu thoát. Và khi mà làm rồi thì thực hiện rồi mới phát hiện ra rất nhiều điều ở trong vấn đề đó. Cái thứ nhất là người ta thấy rằng có những cái người, bởi vì tôi qua vừa rồi tôi đi qua bên tiệm thì nó có cái hồ nước lớn như này, nó cái phương pháp điều trị nhiệt liệu pháp đó, là tất cả mọi người xuống cái hồ nó ngâm, và cái nhiệt độ của cái hồ đó là luôn luôn ở 41.5 độ nóng, nhưng mà không nóng vì mình ở ngoài lạnh đó, mình vô mình ngâm sướng lắm nè. Và họ ngâm như vậy là 1.5 tiếng đồng hồ. Tôi còn nhớ tôi mua cái thẻ là phải 1.5 tiếng. Và người ta ngâm đó thì rất có nhiều người, không phải chỉ ở nước Tiệp Không, mà tất cả những cái nước khác trên thế giới Ả Rập đụng đến để mà chữa bệnh, vì họ tin rằng ở đó nó khỏi bệnh là nhờ nước khoáng. Nhưng mà họ chưa nghĩ đến cái vấn đề là do cái nhiệt. Tất nhiên là cái nước đó từ nước khoáng ra thì họ lấy cái độ canh để được cái độ đó. Nhưng mà trên thực tế là nhiệt độ là chính yếu, mà cái nước khoáng cũng không phải là kém phần quan trọng đâu cái đó, vì nó có cái nguyên tố vi lượng trong đó, cho nên họ ngâm đó. Thì như vậy có những người phụ nữ ấy, họ bị ung thư tử cung, ung thư buồng trứng, có những người họ nằm ở đó 1.5 tiếng nhưng họ đã quá. Tại những người mà bị ung thư ấy, đặc biệt con cái là họ rất sợ lạnh, nhưng mà khi ngâm nước nóng họ rất là dễ chịu. Cho nên thay vì mua cái thẻ là 1.5 tiếng, họ chơi luôn 3 tiếng. Và sau khi một đợt điều trị, một tuần lễ nửa tháng họ lên, tự nhiên bây giờ coi trở lại, tế bào ung thư và những cái khối u đó không còn nữa. Thì lúc đó ta mới nghĩ, technotherapy tức là nhiệt liệu pháp để chữa ung thư. Rồi ở bên Áo cũng vậy, có một cái bác sĩ, họ cũng làm cái cách đó. Và những người đàn ông, mà trong đó có những người bị ung thư dương vật, mà sau khi ngâm nó xong rồi sau đó cái ung thư nó biến mất. Trở lại vấn đề Mỹ bắt đầu là nó nghiên cứu nó ngay, tức là nó nói tại sao mà những cái người mà bị ung thư mà bây giờ khỏi ung thư mà không cần quá trị, không cần xạ trị, thì nó họ tìm hiểu lý do gì. Thì khi mà tìm hiểu thì nó tập hợp lại những người mà không xạ trị quá trị mà tự nhiên hết ung thư ấy. Thì tất cả những cái người bệnh nhân đều nói có một câu, tôi bị một cái cơn sốt đột ngột và qua cái cơn sốt đó thì tự nhiên có ung thư giờ không còn nữa. Thì tôi chỉ có một cái khuyến cáo thôi, nếu mà thân nhiệt chúng ta mà tăng lên ấy, là 1 độ C thôi, thì hoạt tính enzyme trong cơ thể mình tăng lên 40%, tức là sức đề kháng của mình tăng lên 40%. Do đó chỉ cần là chúng ta làm cái gì, chúng ta chườm đá thường xuyên. Thì mỗi lần chúng ta chườm đá ở gan, bây giờ chúng ta có một thêm cái nữa là chúng ta được cái chườm gan ở lòng đá lòng bàn chân, thay vì là cứu hoặc là làm ấm chân rồi, thì cái lòng bàn chân mình mang cái đôi giới vô nó giữ nhiệt cũng không có thua gì. Thành ra là bây giờ mình vừa được chườm gan vừa chỗ này. Thế thì cái điều mà cần nhất và quan trọng nhất của chúng ta hiện nay là gì? Mọi người đừng có cái nghĩ một cái gì xa hơn, chỉ nghĩ một điều duy nhất
phải làm sao cái sức khỏe mình tốt lên, sức đề kháng mình tăng lên. Không có gì hay bằng nhịn ăn, hốt không khí, chườm đá, và trong đó là cái nào cũng quan trọng hết. Hốt đi anh em, chườm ra nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823, Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.